Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trước hết tôi chân thành cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội tại đây. Dùng chữ vô vàn lời chúc tán cảm tạ sẽ không bao giờ diễn tả hết cuộc đời của mình. Các mục sư Quỳnh Bá Thành đã và Hội Thánh tại đây cho tôi cơ hội để tâm tình với Hội Thánh. Những điều mục sư Thành nói về tôi nghĩ là tôi chưa tới như mục sư nói. Do vậy cũng cảm ơn mục sư. Mục sư đã trao cho tôi và mục sư Kiều trách nhiệm. Đó là ông đẻ thì chúng tôi nuôi. Nhưng vì vậy chúng ta nuôi là nuôi, đẻ thì đẻ, nhưng mà cha chúng ta trên trời là đứng chăm sóc họ. Amen. Cảm ơn mục sư Kiều và Quỳnh Phùng Thị Kiều đã đồng công với tôi trong trường ASAM trong những năm tháng qua. Cảm ơn cô Trương Thị Mỹ Thanh là em gái tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều trong công việc của Chúa, cũng như tất cả các sinh viên có mặt tại đây. Cảm ơn tất cả các... Đối với tôi, tiên tri là cái điều mà tôi đeo đuổi rất lâu. Bởi vì có một lần cuộc đời tôi xuống thật thấp, thấp dữ lắm. Và trong lúc đó tôi không biết nào để mà tôi xây và tôi cầu nguyện với Chúa, dường như không thấy Chúa trả lời. Cho đến một lúc tôi gặp một cái người là tiên tri và nói tiên tri cuộc đời. Nào tôi được sinh ra trong một nhà thờ truyền thống, cho nên nghe tiếng Chúa là cái chuyện không có. Và nói tiên tri là cái chuyện dường như không bao giờ xảy ra. Nhưng mà tôi nếm trải điều đó và dần dần Chúa, bởi ơn của Chúa cho tôi đến gặp một số người. Và tôi xin thưa với chúng ta là những ai mà chúng ta, đây là tôi dọn đường cho chúng ta ngày mai và những ngày mốt, chiều nay, ngày mốt. Khi một tiên tri nào đến với chúng ta, thì số phận chúng ta thay đổi. Không cần biết bao nhiêu khó khăn của chúng ta đối diện, nếu chúng ta sẵn lòng mở mình ra và chú ý lắng nghe lời của tôi tới của Ngài, chúng ta sẽ thay đổi nhanh như thế này. Hãy nhìn xem trong cái thánh, một vài câu chuyện trong cái thánh. Người đàn bà Sarepta, bà chỉ còn có bữa ăn cuối cùng. Bà sẽ chết chỉ còn đón đầy tớ của Chúa và làm cho miếng bánh cho ông ăn. Chuyện gì xảy ra? Suốt 3 năm rưỡi, bà và con bà ăn dư dật. Một người phụ nữ mắc nợ và hai con của bà phải bị người ta bắt đi để trả nợ. Tiên tri Elise đến gặp bà. Bà nói chỉ còn một chút xíu dầu thôi. Và tiên tri Elise nói rằng hãy đi lại hàng xóm và mượn những cái vò đem về và đóng cửa lại và chế cái dầu mà bà còn lại vào trong những bình này. Và bà mượn tất cả những cái vò về, đóng cửa lại và châm vào trong cái bình, và dầu không hết trong bình. Cứ tiếp tục đổ, tiếp tục đổ. Tôi từng thấy trong hội thánh tôi những người làm việc lương rất là thấp, đương học nghề, chỉ trong vài tuần lễ lãnh lương của một người chuyên viên, chỉ một lời tiên tri. Do đó, cách chúng ta mở lòng chúng ta để nghe tiếng Chúa và làm theo lời của Chúa rất là quan trọng. Nếu ai trong chúng ta mà được thâu video cũng được, thâu tiếng cũng được, nhưng mà thâu về chúng ta nghe lại và suy gẫm những lời tiên tri đó. Dường như những lời tiên tri nói về tôi trước đây 20 mấy năm về trước và dần dần ngày hôm nay đều hình thành từng cái một, từng cái một, từng cái một. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta đừng khinh dễ lời tiên tri. Amen. Nào, lý do tôi nói điều này mà chúng ta sẽ được nghe trong suốt ngày hôm nay và 2 ngày kế tiếp. Riêng cá nhân tôi sẽ chuẩn bị cho chúng ta, cho những đầy tớ của Chúa sẽ nói chúng ta. Chúng ta cùng đọc cái chung cái chữ khẩu hiệu của chúng ta. Bước đi trong siêu nhiên. Chúng ta đọc chung. Bước đi trong siêu nhiên. Lần nữa. Bước đi trong siêu nhiên. Đọc câu thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 5.
chúng ta đứng lên và đọc. Chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa. Một lần nữa, vì tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa. Chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với Chúa như này, cá nhân của chúng ta. Mở tai con ra để con nghe lời Ngài. Con mở mắt con ra để nhìn thấy sự quyền nhiệm trong lời của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Cha là Cha dấu yêu của chúng con cảm ơn Ngài. Và tình yêu của Ngài dành cho chúng con không thể đo lường được. Ân điển Chúa Giêsu đã dành cho chúng con thật vô cùng lớn lao. Và quyền năng của Đức Thánh Linh của Chúa đang... Chúng con hạ mình trước mặt Ngài giờ này và chúng con nói rằng, thưa Cha, có chúng con đây, xin hãy phán. Xin hãy dạy chúng con là con cái của Ngài. Hãy dạy chúng con là tôi tớ của Ngài. Hãy dạy chúng con đường lối của Ngài. Và chỉ chúng con biết con đường nào chúng con phải đi. Và nhân danh Chúa Jesus Christ đã trói buộc tất cả những thế lực tối tăm, những quyền lực, những đồn lũy nào của ma quỷ đang xây dựng trên tâm trí dân sự Ngài. Ta phá vỡ tất cả các đồn lũy này và bẻ gãy mọi gông cùng, mọi xiềng xích chúng bay ngay như này. Và ta khai phóng dân sự Chúa bước vào thiên mệnh mà Đức Chúa đã dành cho mình. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Quay qua người kia bên vỗ dài. Anh chị rất được phước có mặt tại đây. Dạ, cảm ơn Chúa. Ok, chúng ta có thể Giăng đoạn 1 câu 12 cho chúng ta biết thế này: nhưng hãy ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho cái quyền trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe kỹ câu này. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được cái quyền làm con của Chúa. Cái quyền làm con này không phải sanh ra bởi xác thịt do... Cho nên khi chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra, chúng ta sinh ra trong sự siêu nhiên. Khi chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra, chúng ta sinh ra để mà kinh nghiệm được những sự siêu nhiên cho đời sống của mình. Bởi vì đó là ADN của chúng ta, đó là cái gen của chúng ta. Cho nên tin lành không phải chỉ bằng lời nói, nhưng mà là quy phép. Quay qua cho mình, tin lành không phải là lời nói mà là quyền phép. Lắng nghe một chút xíu. Quyền phép này không phải chỉ dành cho một sư Thành hay bất cứ đệ tử nào, một sư Khánh, một sư Phong, bất cứ một người nào. Tin lành này là quyền phép cho mọi kẻ tin. Amen. Quay qua rồi cho mình, tin lành là quyền phép cho anh chị. Không phân biệt ai cả. Là tôi hôm nay tôi muốn mở cho chúng ta, để chúng ta nhìn, chúng ta chờ một diễn giả được cả 2-3 năm gì đó, rồi họ tới chúng ta và chúng ta trông chờ họ đặt tay cho mình, trông chờ họ nói tiên tri cho mình, trông chờ họ sức dầu cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn xác định cho mọi người chúng ta biết rằng tin lành là quyền phép của tôi. Trong tin lành này chúng ta sẽ đi từ đức tin này sang đức tin khác. Trong tin lành này, chúng ta đi từ sức mạnh này sang sức mạnh. Trong tin lành này, chúng ta đi từ sự vinh hiển này sang vinh hiển khác. Hallelujah! Và đó là địa vị của chúng ta khi chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Con người của chúng ta rất dễ dàng chú ý cái phần bên ngoài. Cái vỏ của chúng ta bề ngoài, con người thật của chúng ta là bề trong. Cái vỏ này của chúng ta, dù đẹp trai như tôi, đúng không ạ? Quý vị có trang điểm mà mua cái phấn son cho cách mấy đi chăng nữa thì quý vị cũng một ngày đó không ai dám dòm. Bởi vì vô bụi đất rồi bắt đầu là xình thúi đã dòm đâu. Cho nên cái vỏ này chỉ là bên ngoài thôi. Cái mà còn lại của chúng ta là phần linh hồn bên trong của chúng ta. Cái vỏ bên ngoài chỉ là những cái gì mà cho chúng ta hoạt động hàng ngày để giúp cho chúng ta sống sinh tồn hàng ngày. Đó tại sao Chúa Giêsu nói rằng người nào mà nếu mất cả linh hồn mình thì ích gì? Lấy cái gì mà mua lại linh hồn của mình?
Như vậy cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta là cái quan trọng là linh hồn mới quan trọng. Quay qua người cái bên, linh hồn mới quan trọng. Điều đáng tiếc là gì? Đáng tiếc rất nhiều con cá chú đẹp, quần đẹp, xe đẹp, rồi cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà một vài thời gian sau thì xong. Chán. Đúng không ạ? Dù cái người đó cứ cưới cô đẹp, vừa đẹp cách mấy đi chăng nữa, họ vẫn thấy cái cô hàng xóm, bà hàng xóm đẹp hơn. Cho nên đừng bao giờ chú trọng cái bề ngoài, mà chú trọng cái bề trong. Nào, bề trong chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là phần hồn và phần thứ hai là cái phần linh. Chúng ta, những cái ý chí của chúng ta trí nhớ của chúng ta, sự hiểu biết, sự khôn ngoan của chúng ta. Và phần này, khi mà chúng ta quyết định cái điều gì trên đời sống của chúng ta, nó dựa nơi cái phần hồn này. Nếu mà phần hồn chúng ta mà bị tổn thương bởi một ai đó, người đó khó mà cười nổi. Đi vô trong nghe Văn Liêm, Bảo Sơn cười xong hồi về nhà buồn thiêu. Đi hát karaoke, đi nhậu, mấy cái chuyện Tàu, trong đó thơ Tàu đó. Thì một nhà thơ của anh Trung Quốc nói rằng uống rượu giải sầu, sầu thêm thắt. Vung gươm chém nước, nước vẫn trôi. Tất nhiên là uống rượu thì giải sầu thì càng thêm sầu. Cũng giống như mà cầm cái gươm mà chém nước, nước vẫn chảy. Người buồn thì cảnh có vui đâu có vợ. Nó cách khác trong đời sống chúng ta tìm lấy cái điều gì để mà làm cho linh hồn của chúng ta. Có người tìm tình cảm, có người tìm danh vọng, vật chất, tất cả mọi thứ vui chơi. Nhưng mà không bao giờ khỏa lấp được cái phần hồn mình. Lý do tại sao? Có một phần nữa là phần tâm linh mà ít người chú ý đến. Và con cái Chúa, chúng ta đi theo Chúa rất là nhiều năm và đời sống chúng ta không thay đổi, là lý do chúng ta chỉ nuôi cái phần xác và nuôi phần hồn mình qua những cái điều không đúng đắn, cho nên đời sống của chúng ta lúc nào cũng không có gì thay đổi. Người mà làm cho chúng ta giận hờn, những cái hết thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, tôi xin thưa với chúng ta rằng quý vị đi theo Chúa cách này, quý vị không bao giờ thấy phước của Chúa cả. Tôi là mục sư, tôi lớn lên từ nhỏ lớn lên ở trong nhà thờ, từng ngủ trong nhà thờ, tôi hiểu chuyện gì. Tại sao? Bởi vì những gì của phần hồn nó sẽ không cho chúng ta sự thỏa mãn, một sự đầy trọn. Nhưng mà những gì đến từ linh. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên. Và khi mà Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, Đức Chúa Trời hà hơi vào trong Adam. Giây phút đó Adam trở thành một loài sanh linh, là một cái xác thịt. Sau khi nắng hình con người và ngày dựng nên ông, và ông trở thành loài xác thịt, nhưng mà ông có linh và hồn trong đó. Và bởi vì Adam phạm tội, cho nên con người ta xa cách sự hiện diện của Chúa. Cho nên chúng ta tìm cách nào làm cho phần hồn của mình vui, làm cho phần hồn của mình sung sướng bằng cách này cách kia. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn được, bởi cái linh nó chết rồi. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của chúng ta, thì giây phút đó chúng ta được gọi là tái sanh. Sanh lại. Mà sanh lại cái gì? Sanh lại phần tâm linh. Và bởi vì chúng ta được Chúa Trời sanh ra và Ngài dựng nên chúng ta, chúng ta giống Chúa, giống hình ảnh của Chúa và giống Chúa. Hai cái, giống hình dáng của Chúa và giống Chúa. Có nghĩa là Adam được dựng nên là người siêu nhiên. Trí nhớ của Adam thì nhớ tất cả mọi loài thú. Và tôi tính ở trong vườn ở đen, Adam không cần phải đi bộ đổ mồ hôi. Tại cái thánh nó không có chuyện đổ mồ hôi trong vườn ở đen. Không làm việc cực khổ. Ông nghĩ chỗ nào ông đi, ông Philip vậy đó. Bây giờ họ sống trong siêu nhiên. Tôi được nghe một vài mục sư kể lại ở bên Xô Viết, trong thời kỳ mà gặp khó khăn. Và Chúa kêu gọi ông đi giảng nơi này nơi kia. Và bị bắt bớ rất nhiều. Và Chúa đem họ, họ bắt đầu, Chúa kêu họ đi đó, thì họ đi vô tới cái chỗ đó, thì bắt đầu Chúa đưa qua tên kia liền. Siêu nhiên. Bắt đầu thấy tội nghiệp quá mục sư, lúc mà mọi sự dễ dàng, và thấy tội nghiệp mục sư, có những lúc ông phải đi, có lúc Chúa làm này, tặng cho ông chiếc xe. Sau khi chiếc xe rồi, đi bộ với đi xe thôi. Hết siêu nhiên. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta được dựng nên là có người siêu nhiên từ buổi đầu tiên. Và do đó khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của chúng ta, tin lành mà chúng ta tin, tin lành đó là quyền phép, tin lành đó là siêu nhiên.
Siêu nhiên có nghĩa là khi quý vị bệnh tật, bác sĩ nói là căn bệnh này chết. Siêu nhiên có nghĩa là gì? Sống không có chết. Siêu nhiên có nghĩa là đời sống chúng ta trước đây nợ nần và thiếu thốn. Siêu nhiên có gì đi? Thoát nợ trở nên giàu có. Đó là siêu nhiên. Siêu nhiên trước đây mình là xã hội con người chê bỏ chà đạp. Chúng ta có thể tới một sư Nam Quốc Trung, một sư Lê Minh Phương. Xã hội chà đạp. Siêu nhiên là gì? Chú dấy lên và được mọi người coi trọng. Đó là siêu nhiên. Nói người cái mình sinh ra đã là siêu nhiên rồi. Amen không ạ? Nào, vậy khi mà chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra là siêu nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là quyền lợi của mình. Hãy hiểu được cái quyền lợi của mình. Bởi vì cái quyền lợi mà làm con của Đức Chúa Trời nãy tôi nói đó, cái quyền làm con của trời rất là quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu được cái quyền làm con của chúng ta không hiểu được mình có cái gì. Và chúng ta sống trong cái sự sợ hãi, trong sự lo lắng, trong sự bất an, trong sự toan tính, trong sự thủ đoạn. Và do đó cuộc đời chúng ta chẳng gì khác hơn cả. Trước là tin Chúa, bây giờ khổ sở, sau tin Chúa rồi, khổ sở. Trước là 10, bây giờ chắc giỏi lắm, còn 8, 9. Chẳng gì tốt hơn. Tại vì chúng ta không chịu đọc Kinh Thánh, không hiểu được Chúa dạy cho mình cái điều gì. Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều rất là quan trọng là khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, đời chúng ta trở nên là con cái Đức Trời. Sự trở nên được gì trong Tê-sa-lô-ca nhất nhì đoạn 5 câu 7 là gì? Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ta được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tôi xin thưa với chúng ta rằng cuộc đời chúng ta mỗi ngày một mới luôn, vì Chúa chúng ta là Đấng thành tín. Hallelujah! Tại sao chúng ta cũ hoài? Tôi nhớ có nhiều người thích ăn đồ cũ lắm, trong đó có mẹ tôi. Nhiều khi nghèo quá, nghèo hồi nhỏ, nghèo thiếu ăn và làm con mồ côi, cho nên phải ăn đồ cũ hai ba bữa. Cha con không thèm ăn, ăn lần thôi, mẹ tôi ăn. Mà nếu chúng ta biết sau này đồ ăn cũ mà để tôi lạnh vài ba bữa là ăn vào cái bệnh. Bà dành dụm hết. Nhưng mà lý do mà chúng ta nghĩ là chúng ta bởi vì quá khứ chúng ta khổ sở, cho nên chúng ta nghĩ đến tặng tiện, nghĩ đến giữ cái này giữ cái kia, mà chúng ta không hưởng được cái sự mới của Chúa. Là tôi giải thích cho chúng ta một điều rất là quan trọng thế này. Tôi có nói hôm bữa, Chúa này đừng nhớ đến những điều xưa cũ nữa. Đừng nhớ, cái này có một tư tưởng đến nhớ, đừng nhớ nữa. Và đừng nghĩ đến nữa. Đừng cố gắng nghĩ đến, đừng tưởng tượng đến nó nữa. Vì ta đang làm một điều mới, các con không thấy sao? Nào, là con cái của Chúa, khi tin Chúa, đời sống của chúng ta đó, một điều quan trọng cho đời sống chúng ta là thay đổi sự suy nghĩ. Cái lối suy nghĩ trước đây như thế nào mới có cuộc đời mới? Quay qua người của mình, suy nghĩ mới thì cuộc đời mới mới. Lắng nghe kỹ điều này. Tại sao như vậy? Chúa mặc dù rất là yêu mến chúng ta, nhưng mà Ngài không bao giờ làm điều mới chúng ta, với chúng ta ở với cũ. Chúa Giêsu nói thế này: rượu mới không bao giờ đổ vào bình da cũ. Hay chuyện kia, những điều siêu nhiên mà ngoài sức tưởng tượng ta, Ngài không làm, bởi vì chúng ta là con người cũ. Học sinh của tôi đó. Cho nên hành trình theo Chúa, chúng ta thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta. Trong sự thay đổi sự suy nghĩ này, chúng ta suy nghĩ không còn theo cách của chúng ta trước đây nữa. Phaolô nói trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2: hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này. Bản dịch khác là đừng rập khuôn theo đời này, theo đời này. Nhưng hãy biến đổi sự suy nghĩ, đổi mới tâm trí của mình để biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời là thế nào. Nếu chúng ta không thay đổi sự suy nghĩ chúng ta sẽ không biết được ý định tốt lành và trọn vẹn của Chúa. Do đó khi bắt đầu tin Chúa, quyền lợi của chúng ta là mới. Quyền lợi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Quyền lợi của chúng ta, khi Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, thì quyền lợi của chúng ta là được Ngài chu cấp. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài cầu nguyện là gì? Xin ban cho con đồ ăn đủ ngày.
Có phải ý của Đức Chúa Trời là như đó không? Nhiều khi chúng ta cầu nguyện bài cầu nguyện này, cuối cùng cho tin luôn, ôi coi Chúa cho con đủ ngày, con vui rồi. Không, không phải như vậy. Chúa Giêsu mới đưa lên Ma-thi-ơ đoạn 6 cho chúng ta thấy rằng đó là con chim nó không có, nó không phải lo lắng gì ngày mai, nó không phải tích trữ gì ngày mai, mà Cha các ngươi trên trời còn chăm sóc cho nó. Các con há không quý hơn loài chim hay sao? Rồi Chúa mới ví dụ là loài hoa ngoài đồng không ai chăm sóc, không ai tưới, không ai bón phân, mà nó còn xinh đẹp hơn là cả áo vua Sa-mông. Các con há chẳng nào quý hơn loài hoa để Ngài cho mặc áo đẹp sao? Bây giờ bắt đầu có nhiều người thích áo đẹp rồi đó nha. Có nhiều người thích áo đẹp rồi. Tôi có người bạn là tiên tri chứ đồ đẹp. Tôi biết tôi nên kể câu chuyện hay không, nhưng mà thôi kể đi. Bà rất thích đồ đẹp. Cho nên bà đi vô trong siêu thị, thấy bộ đồ đẹp, cái bà lợi bà đặt tay, nhân danh Chúa Giêsu đồ này của tôi. Nhân danh Chúa Giêsu mày phải hạ giá. Bà đi dạo xong rồi cái là quý vị biết không, bà kể với tôi nghe, mỗi lần mà đi ngang qua đó thì cái đồ đó vẫn còn, nhưng mà nó chưa hạ giá thì bà cứ đi. Rồi sau đó tới một lúc bà trở lại thì bất cứ món nào bà đặt tay lên nó đều hạ giá từ 50-70% hết. Tôi đi với ông chồng cũng là tiên tri, tôi ngồi chung xe, tôi chờ bà vợ lâu quá lâu, tôi không có kiên nhẫn chuyện này, mà cho phụ nữ đi shopping, cảm ơn Chúa giải cứu tôi khỏi chuyện này. Vợ tôi không thích đi shopping cho nên không xem siêu thị, cho nên cảm ơn Chúa. Tôi ngồi với này, tôi kiên nhẫn, tôi chờ đợi, chờ hoài không được. Tôi mới quay qua ông tiên tri bạn của tôi, nói là tôi có bộ vợ ông có lên shopping rồi. Cái ông nghe câu đó xong, cái bà vợ bắt đầu chờ một hồi, bà vợ đi vào trong xe. Cái ông đặt tay trên vợ, ông này, nhân danh Chúa Giêsu, lên shopping đi khỏi vợ ta. Sau khi ông nói xong, bà vợ quay lại vợ ông, lên shopping mày ở lại. Cái chuyện mà lên shopping hay không tôi không muốn nêu ra, tại vì đó không có chuyện hôm nay mình mặc đẹp, bởi vì Ngài là Cha của chúng ta. Amen. Nhưng mà nếu muốn hơn nữa thì là gì? Kinh Thánh dạy chúng ta, nhưng trước hết nếu chúng ta muốn ăn đủ ăn thôi thì muốn làm gì làm, nhưng mà nếu chúng ta muốn cuộc đời của mình mà thoải mái hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, dư dật hơn và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm. Nhớ nghe, đừng thiếu chữ thêm nha. Ai mà thiếu chữ thêm tôi giận lắm á. Mình không bỏ được cái chữ thêm đâu. Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều là bao nhiêu điều? Tất cả. Cho nên đó tại sao khi chúng ta đọc Kinh Thánh phải đọc suy gẫm Kinh Thánh, chứ đừng đọc cho qua. Nhiệm vụ của Ngài là Cha của chúng ta, Ngài chăm sóc cho chúng ta. Khoảng tháng hơn, Chúa mở mắt tôi về Thi Thiên 23. Đọc Thi Thiên 23, là một sư giảng Thi Thiên 23 rất là nhiều. Giảng đám tang cũng có nữa. Nhưng mà khi mà Chúa mở mắt tôi thấy Thi Thiên 23 sao mà tuyệt vời quá. Đức Giê-va đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì, nghe nói rất là tốt quá, tuyệt vời quá. Ngài khiến tôi ăn nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Tôi thấy những câu thánh này rất là Chúa chăm sóc mình bằng cách gì? Cho ăn cỏ. Nhưng mà Kinh Thánh sau đó cho chúng ta, Ngài dọn bàn cho tôi. Từ ăn cỏ bây giờ sang ăn tiệc. Vậy mình cứ bình ăn cỏ hoài nha. Rồi Chúa nói gì? Từ từ uống nước từ mé nước bình tĩnh. Trở vào gì? Uống chén tôi đầy tràn, là uống rượu của Chúa đó. Từ Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, là ngủ ở ngoài trời. Cuối cùng là gì? Tuy nhiên là ở đâu? Ở cung điện. Amen. Đó là Cha của chúng ta đó. Quý vị phải hiểu biết Cha của mình là như thế nào. Cho nên nhiều người nghĩ Cha mình là đấng rất là cay nghiệt, rất là khó khăn, không muốn cho con cái. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là cách của Đức Trời. Nếu mà còn sống trong cái cũ thì không bao giờ có gì mới. Ngoài việc Ngài chăm sóc cho chúng ta vì chúng ta là con của Ngài, có ai mà cha mẹ con mình bệnh nặng rồi kệ để đó không? Ở bệnh nặng hơn nữa chúng ta làm gì? Chúng ta vội vã, ngay cả việc làm mình cũng bỏ để mà sao mình chở con vào bệnh viện.
cha trên đất vốn là xấu, còn muốn cho con cái mình hướng điều tốt lành cho con cái của mình, huống chi cha trên trời. Cho nên cái sự chữa lành đó là quyền lợi của chúng ta, cái sức khỏe là quyền lợi chúng ta. Đừng đợi tới mục sư cầu nguyện cho mình, bởi vì nó bắt đầu quý vị hôm nay quý vị hãy tự cầu nguyện cho mình, đừng kiếm mục sư nữa, để mục sư làm chuyện lớn hơn. Amen. Đầu tiên, mới đầu tiên còn nhờ mục sư được, nhưng mà sau này đừng nhờ mục sư. Lợi những nhân sự với người khác cùng hiệp một lại với Chúa, nói hai ba người hiệp lại với nhau cầu nguyện bất cứ chuyện gì cha trên trời sẽ nghe, cho nên không cần tới mục sư để cầu nguyện với mình. Kiểm như nhân sự trong hội thánh, anh chị em nào trong hội thánh trưởng nhóm cầu nguyện mình, hiệp một với mình, một giờ đêm cũng gọi ổng nữa, làm sao ổng mở mang hội thánh được, đúng không ạ? Cho nên cái kế tiếp chúng ta biết rằng Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta. Trên đường tôi đi Singapore, từ Việt Nam qua Singapore, tôi gặp người bạn của tôi, và người bạn tôi nói rằng tôi bị bệnh bao tử rất là nặng, bác sĩ nói đừng đi, nhưng bởi công việc gấp tôi phải đi. Và tôi nói với chị ta rằng để tôi cầu nguyện cho. Rồi xong tôi nói rằng chị có biết rằng roi của Chúa tôi được lành, nhưng mà tôi muốn cho chúng ta một cái sự suy nghĩ khác là sự chữa lành sức khỏe thuộc về chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Khi mà người đàn bà mà bị khom lưng 18 năm, Chúa Giêsu ngài đang giảng dạy, và khi đang giảng dạy xong thì ngài thấy người đàn bà khom lưng này, ngài ngưng lại, ngài đặt tay trên bà, hỏi con gái của Abraham lành bệnh. Mấy người kia cản trở Chúa Giêsu, người hội trưởng hội đường cản trở Chúa Giêsu và nói gì? Nói rằng xúc bà Chúa Giêsu này, đây con gái của Abraham không đáng nhận sự chữa lành trong ngày Sa-bát sao? Chúa Giêsu chữa lành ngay tức khắc liền, ngài không muốn để cho con ngài thêm một giây phút nào bệnh tật. Amen. Quay qua người cơ bên, sự chữa lành sức khỏe là thuộc về anh chị. Tôi có nhiều thứ đó nói lắm, nhưng mà hôm nay tôi phải xong sứ điệp của tôi, nó hứa dùng sứ thần. Ok, sức khỏe đó là gì? Sự giàu có. Rất nhiều con cái chúng ta suy nghĩ rằng tôi phải đi qua nước ngoài tôi mới giàu, tôi phải như thế này cái kia tôi mới giàu. Cái này là lối suy nghĩ của những người mà không hiểu, chưa hiểu Kinh Thánh tới. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, ban phước cho ông và dòng dõi ông, và khiến ông trở thành nguồn phước. Khi Chúa nói lời tiên tri này xảy ra rồi, thì bắt đầu cuộc đời của Abraham, khi ông vâng theo tiếng gọi của Chúa, ông đi đâu, ông được phước tới đó. Cái sự giàu có mà Chúa cho ông, đến nỗi ông và cháu ông là Lót, đầy tớ của ông và đầy tớ của Lót xung đột với nhau, đến nỗi hai bên phải chia nhau, giàu có mức độ đó. Kinh Thánh nói là ông cho nên giàu có nhiều nhiều gia súc. Và ngày hôm nay chúng ta là ai? Chúng ta là con cái thuộc linh của, giống là Israel thuộc linh. Cho nên cái quyền lợi mà ở trong Roma đoạn 4 nói chúng ta đó là cái quyền lợi về sự giàu có, sự thịnh vượng đó thuộc về những ai là con cái của Đức Chúa Trời, giống như Abraham. Nhưng mà quý vị sẽ nói rằng sao mà tôi cứ nghèo, cứ thiếu thốn, cứ hết chuyện này chuyện kia. Để tôi giải thích cho chúng ta thế này. Cái người nghèo không phải không có tiền, họ nghĩ họ nghèo. Ngay cả những người giàu, họ nghĩ họ vẫn có sự tư duy của người nghèo. Ở bên Úc tôi nhiều năm về trước đó, có một cái ông rất là giàu. Người, một sư bạn của tôi kể lại là ông này giàu, ông mua chiếc xe thật mới. Khi ông mua chiếc xe thật mới rồi đó, trong cái gara của ông mà để đậu xe đó, ông đậu xe vô, ông mua bốn cái khăn mới này. Không biết có ai làm chuyện này không? Nhưng mà khi người bạn tôi nói là đi vô trong nhà tắm của ông đó, thì cái khăn của ông là cái khăn cũ mà còn có lỗ nữa. Không hẳn người giàu là cái người có tư duy giàu, nhưng mà có rất nhiều người giàu tư duy họ nghèo. Người Việt Nam tư duy là rất đầy. Quý vị thấy người ta mua xe, đầu tiên hỏi câu gì? Tư duy nghèo. Mua đồ mới, áo nhiêu tiền vậy? Mua nhẫn, áo nhiêu tiền vậy? Đồ nhiêu tiền vậy? Tư duy nghèo. Quý vị cần hiểu được một điều, đó là cha của chúng ta là đấng giàu có, tất cả mọi sự đều thuộc về ngài, không có gì là không thuộc về ngài cả. Ngài vào giàu có vô cùng. Kinh Thánh cho biết là trên đường đi trên thiên đàng bằng ngọc và đủ loại ngọc, ngày hôm nay
có thể là những loại ngọc mà chúng ta thấy không so sánh được những gì mà ở thiên đàng. Nhưng mà có một điều thế này, con cái Chúa, tôi chỉ chờ lên trên đó tôi mới có cái này thôi. Nhưng nếu chúng ta có đức tin, tại sao thì cái điều quan trọng trong đời sống của chúng ta là tin lành này, quyền phép này là phải tin lành của đức tin. Có người không có đức tin không nhận được. Không có đức tin thì không thể nào ở trên đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì cái nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài đang hiện hữu, Ngài đang có thật và Ngài đang ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Cho nên khi chúng ta có nan đề, khi khó khăn đến thì cái chuyện gì sao? Hầu hết chúng ta tìm cách giải quyết nó. Và chúng ta không chạy lên cha của mình. Và do chúng ta cứ thiếu thốn này, thiếu thốn kia, thiếu thốn nọ. Tôi được Chúa dạy và học rất nhiều về điều này. Và do đó tôi có thể giảng dĩ và nói sợ thiếu thốn không có cho đời sống tôi. Không có mặt. Tôi chết từ lâu rồi. Từ điển của tôi không có sợ thiếu thốn, thiếu tiền. Tôi có quyển từ điển và trong từ điển này tôi không có những chữ tôi không bao giờ nói. Những chữ mà nói thiếu tiền rồi em ơi, là không bao giờ có. Bệnh rồi, đau muốn chết. Đau thấy ông bà cứu nội. Thấy mấy người đó là chết rồi. Tôi tránh tất cả những từ chữ này. Tại sao vậy? Nếu tôi muốn Đức Chúa Trời làm những điều mà giá trị, những điều tốt lành cho tôi phải nói và tôi sống như điều cao trọng. Và do đó khi chúng ta muốn thấy Chúa làm phép lạ của mình phải tin. Và do đó một trong những điều sáng, mắt tin sáng là gì? Khi mình thấy một nan đề nào đó, mình không sợ hãi nữa, mà mình thấy phép lạ, đó là sự siêu nhiên. Khi một nan đề này xảy ra trước mặt chúng ta thấy đó là một cơ hội mà Chúa thăng tiến chúng ta. Chúng ta dòm những người vĩ đại trong cái thánh, điều gì xảy ra? Khi David thấy một tên khổng lồ, ông thấy là gì? Tên này là ai dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời? Chưa hề đánh trận một ngày nào, chưa hề gia nhập quân ngũ một ngày nào. Nhưng mà nhìn tên Golan này, ông thấy, ông ta sẽ ban thay cho người thú đồng. Đã biết làm gì? Chạy ra, ném cục đá, bùm, nằm rầm, chạy lên chặt cái đầu cúp. Chuyện gì xảy ra? Trong một đêm thôi, tiếng đồn của David lan ra khắp nơi cả Israel. Nan đề của quý vị là phước hạnh của quý vị. Nan đề của quý vị là sự thăng tiến của quý vị. Nan đề của quý vị là cái chỗ mà Chúa dấy quý vị lên, chỗ Chúa sức dầu cho quý vị. Amen. Cho nên ai chúng ta ngày hôm nay muốn được thăng tiến, ai chúng ta muốn được sức dầu, ai chúng ta được Chúa dấy lên, cho ta lên. Yeah. Chúa có cầu nguyện cho nan đề đầy ắp họ. Đó là cách. Để tôi giải thích cho chúng ta nè. Cách Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho chúng ta, Ngài luôn luôn đưa năng lực đến. Ngài luôn luôn đưa năng lực đến, đưa luôn khó khăn đến. Người nào can đảm vượt qua khó khăn đó, Chúa dấy họ lên một bước. Amen. Bởi vì tại sao Chúa làm điều này? Chúa muốn chúng ta không sống một đời sống xác thịt bình thường, nhưng Ngài muốn chúng ta sống trong sự siêu nhiên. Khi quý vị nắm bắt được điều này, xin thưa quý vị, tất cả những chuyện gì chúng ta nói chuyện nhỏ. Khi Chúa kêu tôi muốn đi đâu, giảng chỗ nào, ok, tôi có thẻ tín dụng, tôi mua vé máy bay xong, tôi trả tiền tôi đi, ok. Dĩ nhiên tôi cũng coi cái vé đó thích hợp hay không. Không phải là tôi xài cái số tiền rồi đi hạng sang, hạng thương gia, bởi tôi nói là tha tiền đó tôi để cho người nghèo. Nhưng mà quý vị biết không, Chúa luôn luôn trả tiền. Tôi mua vé, Chúa trả tiền. cho nên cho tới ngày hôm nay, suốt cuộc đời tôi tới ngày hôm nay ha, tôi muốn đi, tôi đi nước Úc, tôi đi Mỹ, tôi đi Âu Châu, tôi đi Do Thái, tôi đi Việt Nam, tôi đi Indonesia, Chúa trả. Phải không? Ông là cha của tôi mà. Mà ngoài việc ông là cha, ông chu cấp nhu cầu tôi làm việc cho ông, cho ông phải trả lương chứ, ông chăm sóc chứ, đúng không? Cho nên khuyến khích những ai là tôi tớ của Chúa, hầu của Chúa, đừng nghĩ cái xe mình còn bao nhiêu xăng,
Đừng nghĩ cái xe cũ quá đi hầu Chúa. Thay đổi sự suy nghĩ của mình. Để giải thích cho chúng ta thế này, khi mà chúng ta suy nghĩ nghèo đó, có một cái điều đặc biệt nó xảy ra. Khi mà một người nào có cái sự suy nghĩ nghèo, tất nhiên người đó ở trong cái linh nghèo nàn. Thì bước thứ hai là gì? Kêu linh bệnh tật tới. Nghèo sinh bệnh, bệnh dù giàu cũng thành nghèo. Cho nên khi chúng ta xử lý được cái linh mà nghèo nàn đó, thì chúng ta xử lý bệnh tật. Mình bệnh rồi tiền đâu trả tiền. Ngày hôm nay Chúa giải phóng cái gì khỏi những cái quyền lực này. Amen. Nào, làm con cái của Đức Chúa Trời, ngoài việc Chúa bảo vệ chúng ta, Chúa chữa lành chúng ta, Ngài còn muốn chúng ta trải nghiệm sự giàu có của Ngài. Nào, có rất nhiều người thương gia, nhiều người được hết mất tất cả. Tại sao vậy? Họ chỉ muốn là cái người được phước nhưng không muốn mình là nguồn phước. Lý do mà Chúa chúc phước cho quý vị là Ngài muốn quý vị trở thành phước cho người khác. Cho nên những người mà chỉ thâu giữ cho mình đó, sớm muộn gì đó, nó cũng bay mất tiêu. Kinh Thánh nói là có những kẻ mà ham mến sự giàu có, nó giống như con chim ưng, nó cũng bay mất tiêu. Cho nên gọi là dùng chữ là gì? Nó là cái sản nghiệp của chúng ta, nó là phần của chúng ta. Nhiệm vụ giàu có nó phải theo chúng ta, chúng ta không theo nó. Khi chúng ta hiểu điều này, để tôi cho chúng ta dở Kinh Thánh giùm tôi ở trong Ephesos đồng 1 câu 3. Kinh Thánh cho chúng ta biết thế này: tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha đã ban cho chúng ta. Còn bản này là xuống phước. Ok, chúng ta đọc bản này đi. Ok. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Ngừng đây. Có phước chưa? Có chưa? Vì vậy quý vị anh chị em có phước chưa? Đã có là có rồi. Tại sao Chúa xin ban phước cho con? Chúng ta đã ban cho chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Tất nhiên là phước này từ đâu? Trời xuống. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ. Không chỗ nào ngoài Đấng Christ cả. Nếu quý vị cố gắng tìm phước bên ngoài, tìm tiền bạc ngoài, quý vị không có. Quý vị dùng sức riêng của mình để mà làm nên sự nghiệp, không có. Quý vị nhờ giả người này nhờ kia, dùng mối quan hệ, không có. Tất cả phước hạnh chúng ta giáng xuống bởi vì chúng ta Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước. Đủ là bao nhiêu? Có thiếu nào không? Không. Đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Không phải chỉ một nơi mà có nhiều nơi ở trên trời. Nghe kỹ đây. Phước của chúng ta đã có rồi, ở các nơi ở trên trời. Nhưng mà nó trên trời nó chưa xuống. Phải không ạ? Nó chưa xuống. Làm sao chúng ta cho nó xuống? Làm sao cho nó xuống đây? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Nhưng mà trước đó, trước hết, ưu tiên Chúa trước. Cái gì của Chúa là trước hết. Khi chúng ta để Chúa trước hết trên đời sống chúng ta, thì tất cả mọi thứ sẽ đi theo chúng ta. Nào, Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Phục Truyền đoạn 28 thế này. Tôi mời một người nam nào lên đây giùm tôi. Một người nam nào, xin một người nam lên. Em lên đi. Giữa cùng tôi trong đoạn Phục Truyền đoạn 28. Nếu anh chị em trung tín phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, và cẩn thận làm theo các mạng lệnh tôi truyền cho anh chị em hôm nay, anh chị em sẽ, Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh chị em vượt trên cấp dân anh chị em, thì các phước này sẽ giáng xuống anh chị em và có hiệu quả ngay. Nghệ thuật để mà đem phước xuống là gì? Cẩn thận vâng theo lời Chúa. Mà khi Kinh Thánh Chúa dùng cái chữ này, nó có nghĩa là các phước lành này sẽ giáng xuống.
Và tôi thường hay dùng cái chữ là bị phước đè đó. Rồi cái tiếp câu thánh nữa dùng mà chúng ta dùng là nếu anh chị em cẩn thận thì các phước lành này sẽ giáng xuống trên các em, câu 2 nha, trên em và có hiệu quả ngay. Nếu chúng ta dỡ kinh thánh ra trong tiếng Hy Lạp đó thì nó phước như thế này nè. Phước nó, tiếng Anh dùng chữ là overtake, có nghĩa là phước nó đuổi theo, qua mặt và nó ôm rồi. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, muốn sống đời sống đẹp lòng Chúa, chúng ta không đuổi theo phước mà phước đuổi theo chúng ta. Chúng ta chỉ nó sẽ chạy qua mặt chúng ta và nó ôm chúng ta, nó không buông chúng ta ra. Phước không buông tha chúng ta bởi vì chúng ta không buông tha Chúa. Amen không ạ? Nắm lấy điều này trong cuộc đời của mình, nắm lấy cuộc đời của mình, bất cứ những lo lắng, sợ hãi, thiếu thốn, bất cứ hoạn nạn chạy đến, nắm lấy Chúa thật chặt. Những khó khăn, những nan đề đó, Chúa muốn thử coi lúc đó chúng ta tìm kiếm Ngài hay tìm kiếm con người. Có rất nhiều người khôn ngoan theo kiểu đời, khôn ngoan kiểu rắn, luôn luôn tính toán cái này muôn mẹo cái kia, không bao giờ thấy phước của Chúa cả. Và gia đình cứ hết lộn xộn này tới lộn xộn kia. Nhưng mà phước của Chúa, cái thánh cho chúng ta, phước của Chúa làm cho anh giàu có nhưng không đem buồn phiền cặp theo. Quý vị muốn trải nghiệm phước này, hãy sống vâng, hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn em. Bước kế tiếp là gì? Đi theo Chúa, chúng ta trở thành nguồn phước. Nói cách khác là chúng ta trở thành người đầu tư. Khi chúng ta đầu tư thuộc linh tại phước của chúng ta trên trời mà. Chúng ta đầu tư. Nhiều người chỉ đầu tư thuộc thể. Có rất nhiều người hôm nay, có rất nhiều tín đồ ngày hôm nay, có rất nhiều thương gia ngày hôm nay chỉ biết đầu tư thuộc thể thôi, cuối cùng phá sản. Có những người chỉ đầu tư thuộc thể không mà thôi, cuối cùng gia đình tan nát. Đầu tư thuộc linh thì phước hạnh thuộc thể, phước hạnh đủ cho mình, nắm bắt lấy mình. Đầu tư thuộc linh, Chúa sẽ cho chúng ta hết bứt phá này tới bứt phá khác, hết bứt phá này tới bứt phá khác. Nếu chúng ta mỗi lần một nan đề đến và thay vì chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng, chúng ta vui mừng trong Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, con sắp sửa được phước rồi, con sắp sửa thành nguồn phước rồi. Mỗi lần như vậy chúng ta thay đổi cách nói chúng ta, cách suy nghĩ chúng ta, cách sống của chúng ta. Chúng ta không còn sống theo cái sự suy nghĩ, theo xác thực nữa, mà sống theo thánh linh của Chúa. Những điều này xảy ra trên đời sống của chúng ta bởi vì Ngài muốn chúng ta giống Ngài. Chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra. Ai sinh ra từ Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Những ai chiến thắng thế gian là những ai tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa cho phép những chuyện này xảy ra cho chúng ta gì? Tập cho chúng ta chiến thắng. Quay qua người mình sinh ra để chiến thắng, sinh ra để sống siêu nhiên. Hallelujah! Nào, đầu tư là gì? Đầu tư là chúng ta bỏ một cái vốn của chúng ta vào trong một chỗ nào đó và mong rằng chúng ta sẽ lấy được một cái lợi nhuận nào đó trong tương lai. Có những cái đầu tư dài hạn, có những đầu tư ngắn hạn, có những đầu tư có người có tiền nhiều thì đầu tư nhiều, có người tiền ít thì đầu tư ít. Nào, để nó chỉ chúng ta trong cái thánh đó là ông David. Ông David có một cái thói quen rất là đặc biệt là khi ông dâng cái gì cho Chúa, ông không muốn dâng cái đồ tầm thường. Ông khi mà ông lỡ phạm tội với Chúa, đến với sứ quân và Chúa trừng phạt dân Israel, thì ông đến với Chúa và ông muốn dùng cái miếng đất ở chỗ đó để mà của lễ, thì đó ông dâng cho Chúa. Ta không muốn dâng cho Chúa cái điều gì mà không thuộc về ta. Rồi kế tiếp chúng ta thấy gì? David trong cái cuối đời
gần cuối đời của mình, trong khoảng gần chưa có cuối đời, gần cuối đời mình, ông mới nhìn thấy nhà của mình trong gỗ ba hương, còn nhà của Chúa thì trong cái liều. Và ông gặp điều này làm ông chạnh lòng. Ông mới gặp tiên tri Na-than, mà chúng ta nghe câu thánh tại đây. Ông gặp tiên tri Na-than và ông nói với tiên tri Na-than như thế này: trong sau khi vua David I an cư trong cung điện mình, vua nói với tiên tri Na-than thế này: ta ở trong cung điện bằng gỗ ba hương, còn rương giao ước của Chúa thì ở trong trại. Na-than đáp lời vua David: vua hãy làm mọi điều lòng mình muốn, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Nhưng tối hôm ấy có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Na-than: hãy đi nói David tôi tớ Chúa phán như thế này: ngươi không phải là người sẽ xây đền thờ cho ta, nên ra khỏi Ai Cập. Ta không ở trong nhà, ta phải đi di chuyển từ trại này sang trại khác, từ chỗ này đến chỗ nọ. Trong mọi nơi ta đi cùng dân Israel, có khi nào ta bảo cùng một người lãnh đạo Israel, những người ta đã truyền chăn giữ dân ta, rằng sao các ngươi không xây cho ta ngôi nhà bằng gỗ ba hương? Lắng nghe cái lời Chúa nói với: từ ngày ta giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập, ta ở trong cái liều tạm, và dân Israel ta trao cho ta cứu giải cứu dân Israel không biết dư lần. Các người lãnh đạo dân Israel đã được ta dấy lên, và ta sử dụng họ làm những người lãnh đạo đất nước các ngươi. Nhưng mà chưa một lần nào ta nói rằng xây cho ta nơi. Chúa không hề nói cho một người nào, và không một người nào nói với Ngài rằng: Chúa ơi, con muốn xây nhà Ngài. Cho đến khi David thốt lên câu này. Mấy người kia đó là gì? Họ gặp kẻ thù tấn công họ: Chúa ơi, cứu con. Bệnh quá, Chúa ơi, chữa lành cho con. Người khác thiếu thốn tiền bạc: Chúa ơi, xin chu cấp cho con. Có ai bao giờ nói rằng: Chúa ơi, Ngài cần gì nữa con? Có ai nói: Chúa ơi, nhà của Chúa cần gì? Con có thể làm gì cho nhà của Ngài? Có ai bao giờ đi đến một nơi nào đó, một hội thánh nào đó, thấy mà nghèo, dách, dột nát, và: Chúa ơi, con muốn làm gì cho nơi này? Dù trăm năm qua, chưa có một người nào nói lời này với Đức Chúa Trời cả. Bởi vì sao? Chúng ta muốn nhận ơn, nhưng mà chúng ta là người vô ơn. Nhưng mà hãy nghe lời Chúa nói với David. Hãy nghe lời của Chúa nói với David: bây giờ hãy phán với David tôi tớ ta Chúa vạn quân phán như vậy: ta đem ngươi ra từ đồng cỏ, từ một người chăn cừu, để ngươi làm cai trị dân Israel ta. Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi, giết hết kẻ thù nghịch của ngươi. Ta làm cho ngươi nổi danh như những người vĩ đại nổi danh trên thế giới. Ta sẽ lập một nơi cho dân Israel ta. Ta sẽ trồng chúng ở tại nơi đó, để chúng là một quê hương và một dân không bị quấy rối nữa. Quân ác cũng sẽ không còn áp bức chúng nữa. Từ khi ta lập các người làm lãnh đạo dân Israel, và ta sẽ bắt mọi kẻ thù nghịch quy phục ngươi, ta sẽ cho ngươi biết Chúa đã xây dựng một cung điện cho ngươi. Thấy không? Chúa xây nhà cho ông. Chúa xây cung điện cho ông. Bây giờ ông, Chúa xây nhà ông rồi, ông mới nhớ là bây giờ mình quên nhà Chúa. À, khi phần ngươi đã mãn trở về tổ tiên, ta sẽ cho dòng giữ ngươi một những con trai. Nó sẽ đứng lên cai trị người và lập vương quốc người vững chắc. Người sẽ xây đền cho ta, nói tiếng Solomon, xây đền cho ta, ngay người bền vững mãi mãi. Chính ta sẽ làm cha người và người sẽ là con ta. Và ta sẽ không rút tay ta khỏi tình yêu thương của ta, khỏi ngươi, như ta đã làm cho kẻ tiền nhiệm ngươi. Câu kế tiếp câu 14: ta sẽ lập ngươi trên nhà
trên vương quốc ta đời đời, ngài ngươi sẽ được vững lập mãi mãi. Nào, nghe tôi giải thích nào. Sau khi David đã làm điều này xong, nói điều này xong, Chúa sai tiên tri Nathan đến như tôi đã nói nãy. Bây giờ Chúa nói thế này: ta sẽ chăm sóc dân của ta, chúng nó sẽ không được ở và không ai bứng nó khỏi chỗ đó. Nhưng mà riêng ngươi, đứa con trai của nó, ta sẽ dạy dỗ nó. Chúng ta sẽ có hai đoạn tánh, nó sẽ so sánh với nhau. Ta sẽ dạy dỗ, dẫu nó có phạm tội, ta cũng sẽ sửa trị nó giống như người cha đối với con vậy. Còn riêng ngươi, ta sẽ cho ngươi một vương quốc đời đời. Salomon phạm tội, dòng dõi của David phạm tội, nhưng mà Chúa không quên. Chúa không quên lời hứa ngày năm. Và Chúa Giêsu được sinh ra trong dòng dõi vua David. Và Chúa Giêsu được gọi là vị vua, vua vương vua, chúa các chúa. Ngài nước ngài còn tồn tại đến đời đời. Điều này nói đến điều gì? Nếu quý vị xây nhà Chúa, Chúa xây nhà mình. Nếu quý vị chăm sóc nhà Chúa, Chúa chăm sóc nhà mình. Sao có rất nhiều người họ trở nên giàu có mà họ chỉ lo cái nhà của họ, lo tiền của họ, lo con cái họ thành công mà họ không bao giờ lo nhà Chúa. Cuối cùng con cái họ đi mất tiêu, không ai chăm sóc. Chồng họ, vợ họ đi hết. Tại sao? Nhà họ thì hoành tráng, còn nhà Chúa thì điêu tàn. Một trong lời hứa mà Chúa hứa với tôi không áp điều này. Nhưng mà để có cơn phục hưng đến cho Việt Nam, nó phải có những con người nghĩ đến nhà của Chúa mà bớt nghĩ đi về nhà của mình. Muốn để Chúa phục hưng đất nước Việt Nam, phải có những người doanh nhân, có những người thương gia biết rằng mình làm ra tiền, làm giàu để mà mở mang vương quốc của Chúa, mở mang hội thánh để truyền giảng và tất cả những điều mà nhà Chúa cần mình. Quý là người này và sẵn sàng nói Chúa như vậy đó, thì Chúa sẽ làm cho cuộc đời của quý vị giống như là David, là một người chăn chim từ đồng cỏ. Ngài đưa ông ta vào cung điện, từ một người không ai biết tin đến được nổi tiếng thành người vĩ đại giữa thế gian. Nếu quý vị nghĩ là chọn lựa cuộc đời của mình là sống như lối này, thì không có ai đứng trước mặt quý vị được. Không kẻ thù nào đứng trước mặt quý vị được. Bởi vì ai đứng trước mặt quý vị, Chúa sẽ giặt tan họ. Mà Ngài muốn quý vị làm. Tôi rất buồn, bởi đi đâu hội thánh của Chúa ở trong nhà nhỏ nhỏ. Thấy được chữ tôn vinh Đức Chúa Trời. Một nát tường thì ông sơn lại. Tôi buồn lắm. Nếu gì quý vị có sự đau buồn về tình trạng hội thánh của Chúa, có nghĩa là Chúa muốn dùng quý vị cho công việc của Ngài. Rê đoạn 1 nói thế này: dân Israel khi mà họ trở về lập quốc, họ xây nhà hoàng gỗ ba hướng, khi như nhà họ bằng trần dán vào thật là tuyệt đẹp, còn nhà Chúa điêu tàn. Cho nên bởi vì như thế, cho nên các ngươi chỉ lo xây nhà các ngươi, cho nên các ngươi hãy bắt đầu hôm nay cầu nguyện với Chúa, đi đến đâu Chúa ơi con muốn xây nhà Ngài. Và tôi muốn cầu nguyện cho những ai chúng ta hôm nay muốn có sự cam kết với Chúa. Nói Chúa ơi, hôm nay con sẽ được gọi là người xây dựng nhà Ngài. Nếu gì là người này, nếu gì muốn cuộc đời của ngày hôm nay mình không còn đeo đuổi những gì của thế gian, không còn đeo đuổi những gì mà bây giờ hôm nay mình đeo đuổi, xin Chúa tha thứ cho con. Bắt đầu hôm nay con muốn trở lại con người con thật của Ngài. Con muốn sống đẹp lòng Ngài, con muốn sống đời sống mà tin rằng cha con đấng chăm sóc cho con, cha con đấng chữa lành cho con, cha con đấng bảo vệ cho con, cha con đấng phù hộ con, cha con được sai phái con để làm công việc của nhà Ngài. Nếu như là những người này, hãy đứng lên, hãy đứng lên. Từ trong lòng của chúng ta, tôi không ép buộc ai hết. Từ trong lòng của chúng ta muốn điều này. Từ trong lòng chúng ta nói Chúa ơi, con muốn là con người này. Hãy nói với Chúa như này:
hãy thầm kết ước với Chúa như này, hãy hướng nguyện với Chúa. Bắt đầu hôm nay con muốn xây nhà Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.